Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Trầu của mình nè. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ nói về cái phân bón mà hiện nay đa số hút một số nhà vườn bạn, nhưng mà đa số một số nhà vườn là khen ngợi ca tụng nó rất là nhiều các bạn ha. Thì mình cũng đã có mua và mình đã xài thử rồi. Đây, phân này các bạn. À, phân HVB nè, phân bón lá nè. À, 664 Kahumat. Thì cái phân này là cái phân mà dạng nước ha, thì nó để là cái phân bón lá ha, thì có thể xịt trên lá và tưới gốc. Thì cái này là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân bón Trương Nguyễn ở An Giang ha các bạn ha, và nó sản xuất được ở tỉnh Đồng Nai. Rồi thì nó để là kích thích rễ mạnh và hạ phèn này kia đó ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn phân tích ha, và coi cái tác dụng nó như thế nào đã mình đã xài rồi, và coi nó có thật sự là có hay như là lời đồn của những cái nhà vườn người ta xài, người ta nói hay không ha. Thì cái phân này thì mình sẽ coi kỹ là cái nguyên liệu nó từ đâu, và nó sản xuất thì sản xuất nãy mình đọc là nó ở Việt Nam ha. Còn cái nguyên liệu thì mình không thấy cái nguyên liệu, đa số là nguyên liệu thì thường là nhập khẩu các bạn. Thì bạn thấy ở đây cái mình đọc cái thành phần nó trước ha. Thành phần nó gồm có đạm là 6% nè, đạm TS là đạm tổng số, có nghĩa là hai loại đạm, nó có đạm nitrat và đạm amon đó các bạn ha. Rồi lân lân là nó 6%, là kali thì nó cũng là 4%, nên gọi là 664 đó. Rồi nó có axit humic nè ha, 3%. Axit humic nó cái lượng axit humic nó rất là cao ha, 3% lận. Rồi magie 0,015%, cũng không có đến nỗi cao ha. Sắt cũng không đến nỗi cao, sắt thì 450 ppm là 1 phần triệu á. Mangan, kẽm, đồng ha, mấy cái này là vi lượng nó cũng không có tàn, là mấy trăm phần triệu không à. Bo ha, là những cái, nói chung là những cái vi lượng này tốt cho bộ rễ nè. Mô đích đanh nữa nè, mô đích đanh cũng tốt cho bộ rễ nè ha. Thì pH nó là 5 ha. Rồi nó hơi có tính axit chút, axit nhẹ chút. Rồi tỷ trọng nó là 1,2. Rồi công dụng của nó thì mình thấy là để nè bổ sung các khoáng đa trung vi lượng ha. Thì ở đây nó có vi lượng rất là nhiều như là mình nói ha, có đa lượng nè, và nó có trung lượng là nó có magie thôi, nó chỉ có magie trung lượng thôi. Đặc biệt thì nó có thêm axit humic thì nó để giải độc phèn đó. Rồi bạn thấy thì cái công dụng của nó ghi ở đây là cung cấp đa trung vi lượng ha, rồi giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đâm chồi đẻ nhánh khỏe, bộ rễ phát triển mạnh, ra nhiều rễ mới nè ha. Rồi cây sung sức, ra nhiều hoa, tỷ lệ đậu quả cao, giảm rụng trái, trái to, màu sắc đẹp. Rồi rau các loại phát triển nhanh, lá xanh mơn mởn, lá xanh non, các loại đậu chắc hạt, trái nhiều trái. Rồi hoa kiểng nè, đọc hoa kiểng nè. Hoàng lúa thì đẻ nhánh khỏe nè, cứng cây, chống chịu hà phèn hạn nè, trổ nhanh và tập trung, chắc hạt, ít lép, gạo no tròn, tỷ lệ gạo cao. Hoa kiểng thì các loại phát triển mạnh, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn, tăng sức đề kháng, sâu bệnh, hạ phèn, tăng năng sức, tăng phẩm chất nông sản, màu sắc đẹp, hấp dẫn, tăng giá trị thương phẩm, tiết kiệm phân bón, hiệu quả kinh tế ha. Rồi thì người ta cái liều sử dụng của thằng này là pha 1 lít này cho 100 lít nước. Tưới gốc thì pha 1 lít này cho 100 lít nước nè. Thì có nghĩa cái liều lượng là 1 lít nước thì pha khoảng 10C các bạn. 1 lít nước pha khoảng 10C ha. Thùng B 20 lít nước thì pha khoảng 200C á. Còn phun lá thì cái liều lượng thấp hơn một chút. Phun lá thì cái liều lượng là 30cc cho 8 lít nước. Có nghĩa là quy ra thì nó khoảng là khoảng gần ta 1 lít nước thì nó khoảng 7 ha, 8 9
Thì cái lưu lượng phun phun thì lúc nào nó cũng phải loãng hơn các bạn ha. 30 cc 8 lít nước. Có nghĩa là khoảng 4 cc cho 1 lít nước các bạn ha. Khoảng 4 cc. À, tứ gốc thì 10 cc nhưng mà phun lá chỉ có 4 cc thôi. Chưa tới 4 cc. Rồi, thì mình đã có xài cái thằng này rồi thì bạn thấy thằng này là Việt Nam sản xuất nha các bạn ha. À, mình đọc cho bạn đọc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân bón Trương Nguyễn nè, ở An Giang ha. Địa chỉ sản xuất thì nó ở Đồng Nai. Rồi thì bạn thấy là một quá trình mình tưới cái thằng này á, thì mình pha cái liều lượng là thùng bê 20 lít nước cho 200 cc thằng này nha. Thì mình thấy là cũng là tương đối là được thôi các bạn ha, không có hay lắm ha. So với cái phân viên này của mình, thì cái phân viên của mình phân này mình mua là mình cũng không có biết là cái bao bì nó như thế nào ha. Phân này là 16 16 8 nè. Thì bạn thấy cái phân HVB này nè, cái hàm lượng 664 này nó cũng ná ná giống với cái phân 16 16 8 thôi ha. Thì cái hàm lượng này nó thấp xuống chút đó. Thì mình thấy là cái phân 1668 này của mình đó, nó rất là hay hơn rất là nhiều. Thì vừa giờ mình bỏ mình có làm clip mình tưới cái phân, mình giải viên cái phân này trộn với phần phân phân DB bằng tỷ lệ là hai hai phần này với lại một phần DB á, thì bạn thấy lá của mình nó xanh lớn và lá nó mượt rất là mạnh ha, thấy nè. Còn mình tưới cái thằng HVB này vô thì mình thấy đâm chồi cũng rất là yếu các bạn ha, không hay gì mấy à, không không như những lời quảng cáo. Thì bạn thấy thì để mình so sánh cái sự tiết kiệm của nó ha, thì thường nó là cái này mình bón thì khoảng là 2 gram trong lít nước ha, thì tương đương là mình tính theo ký đi ha, tính theo cái giá thành nó như thế nào ha. Tại vì này 1 ký nó khoảng là ha, mình đó mình mua khoảng là 25 ngàn 1 ký, thì 1 ký như vậy thì mình pha qua ra khoảng mình pha liều 2 gram trong lít nước, 1 ký mình pha tới 500 lít nước ha. Thì mình thấy 1 ký mình pha tới 500 lít nước. Rồi còn cái thằng này á, cái mà pha 500 lít nước á thì dùng dùng mấy bình này, một cái này là 500 lít nước thì phải là tới 5 lít này lận ha, 5 lít tại nó gấp 10 lần mà, tại vì liều của thằng này là 10 cc cho 1 lít nước mà đúng không, 5 lít này phải thì để năm để pha cho 500 lít đó, thì phải là sử dụng là như cái bình này á, mình tính hơi mình hơi rối cái bình này để mình coi mấy lít. Bình này 5 lít thì phải à, 5 lít à, 5 lít nè bạn thấy ha, 5 lít nè ha, 5 lít này thì bạn thấy là pha ra thì 5 lít là nó khoảng là cái này là 100 1 lít, 1 lít này pha cho 100 lít nước thì vậy thì 5 lít này pha có 500 lít nước à. Vậy thì 1 ký phân này á, 1 ký phân này 25 ngàn thì tương đương với lại một cái bình này, mà cái bình này nè mình mua là tới 150 ngàn các bạn ha, là chỗ này bán là rẻ đó. Mình thấy trên Shopee có chỗ bán là tới 180 200 ngàn một cái bình này, thế này ha đó. Mình thì bạn thấy sự so sánh giữa thằng này và thằng này, mà cái phần này nó có chung có vi lượng trong đây nữa nha các bạn ha. À, cái phân viên này có vi lượng trong đây nữa các bạn, đừng nó đừng không có vi lượng nha các bạn ha. Thì mình thấy cái loại dạng nước này thì nó thì thuận tiện cho mình pha cho nước để mình tưới thôi, tại nó không cần phải đợi thời gian tan và nó dễ hòa tan vào với nước để tưới cho nhanh thôi. Chứ thật sự mà pha với nước tưới á, thì mình thấy á, là cái thằng này nó hiệu quả hơn rất là nhiều các bạn ha. Và thằng này pha thì phải có thời gian nó thấy nó tan nó lâu thôi ha. Nhưng thật sự mà về so với kinh tế thằng này 1 ký có 25 ngàn à. Bạn thấy à, 1 ký pha cho 500 lít nước có 25 ngàn thôi. Và so với thằng này á, một bình này 5 lít cũng pha được có 500 lít nước à. À, bạn thấy nha, bên này cũng pha được 500 lít nước thôi. Thì bạn thấy là về kinh tế thì bạn thấy cái thằng này rất là lợi nè ha. Và mình cũng đã kiểm chứng là mình đã xài thử rồi thì coi cái tác dụng nó như thế nào. Thì thấy thằng này nó tác dụng nó lại dở hơn cái thằng phân viên này nữa các bạn ha. Bạn thấy ha, không hay bằng phân viên nữa. Đó, chính vì thế thì cái phân này thì mình mua mình cũng không biết là nó lấy từ cái loại phân gì, tên gì. Để mình lên mạng mình điều tra cái viên phân mà nó màu như thế này thì hiệu hiệu nó như thế nào, thì mình nhớ là ná ná nó là hiệu của nước ngoài mà không biết của thằng nào, không phải đầu trâu nha các bạn ha. Cái viên phân nó thơm lắm, thằng này nó dễ tan các bạn ha, nó dễ tan hơn rất là nhiều so với những cái loại phân khác.
mình tưới thằng này vừa rồi mình tưới cái thằng này là hai, mình lấy hai phần này với lại một phần DB mình tưới ha, rất là tốt, là cây mai đâm chồi rất là nhiều. Mình thấy là hả, bởi vậy các bạn đừng có tin cái lời quảng cáo của người ta ha bạn ha, nhiều khi người ta nhận cái tiền hoa hồng từ cái nhà sản xuất phân bón, người ta quảng cáo hoặc là người ta nghĩ là cái phân người ta đã tốt rồi ha. Tính ra giá trị kinh tế thì bạn thấy là nó không đâu có kinh tế hơn cái thằng này bao nhiêu đâu các bạn ha. Như nãy mình phân tích cho bạn thấy cái bình đó tới 150.000 ha, là mình mua lẻ đó. Còn thí dụ như người ta mua số lượng nhiều thì cứ chắc khoảng 100, 120 gì đó, nhưng mình tính ra nó cũng chẳng mắc hơn phân viên này. Nếu phân viên này bạn mua bao số lượng nhiều, ký nó còn có mười mấy ngàn các bạn ha, ký nó còn mười mấy ngàn à đó. Thì bạn thấy lúc nào thì cái sự chênh lệch giữa giá tiền tại làm kinh tế mà các bạn ha, bạn trồng mai nhiều thì bạn phải kinh tế, trồng mai nhiều mà bạn tưới ví dụ như cái này á, như vườn mình á thì mình tưới khoảng một lần nó khoảng 100 lít nước ha, 100 lít nước thì hết 100 lít nước thì cũng hết gần cái lít phân nè, cái lít này rồi ha, tuy 100 thì tưới dư chút ha, không tới 100 đó. Thì mình thấy như cái bình này thì mình tưới khoảng 5 lần là hết cái vườn mình đó. Trong khi đó thì một ký phân thì mình cũng tưới, mình bón giản viên nó tiện hơn rất là nhiều các bạn ha. Thì mình thấy đa số là mình làm biếng là mình giải viên không à. Thì cái sự giải viên tại sao mà người ta không thích giải viên là như thế này, giải viên nó cũng vẫn được thôi các bạn ha. Giải viên là bằng tưới nước nên nó thấm từ từ, tại vì người ta muốn cho cây mai người ta bắt phân nhanh, tại vì khi tưới nước này nè cây nó hấp thụ nhanh hơn. Tại vì giải viên thì mình phải tưới nước hàng ngày, nó mới tan từ từ cho nó hấp thu, và trong quá trình mà tưới nước thì nó dễ bị bốc hơi mất đạm thôi. Chứ còn thật sự là nếu mà cái phân viên đó mình pha cho nước á, pha thành nước á, mình tưới cũng vẫn giống như thằng này thôi các bạn ha. Đó. Tại vì thằng phân viên thì đa số là pha nước thì nó hơi lâu tan một chút, phải đợi các bạn ha, đặc biệt là nhất là thằng DB nó lâu tan, pha trước cả tiếng đồng hồ. Thì vườn mình nó chẳng qua là vì mình làm không có xịt thuốc nên lá mai mình không có đẹp, nhưng mà ha, cái xịt thuốc là lá nó vẫn bóng đẹp bình thường như người ta. Đó, thấy ha. Bọ trĩ thì bạn phải xịt thường xuyên, nó hoài á, thằng bọ trĩ á, nó sẽ làm cho cây mai của bạn á, nó bị đứng cơ đọt và nó bị si nha bạn, si dần nha bạn ha. Tại vì cái thằng bọ trĩ nó hút những cái đỉnh sinh trưởng, những cái đọt non này nè, cái đọt non này là cái đỉnh sinh trưởng này rất là quan trọng. Những cái đọt non này nè nó mà hút nó ăn rồi những cái lá này nó hư, nó sẽ bị si cây rất là nhanh các bạn ha. Bởi vậy á, là trồng mai thì khổ nhất là con bọ trĩ, xịt thuốc liên tục hại sức khỏe tốn tiền và nó sẽ làm hại cây mai mình nữa các bạn ha. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn ha. Bạn thấy hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông tí tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn ha. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo, chào tạm biệt các bạn.